Xin chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang đứng ở một cái nơi rất rất là đẹp luôn nè. Ở phía sau lưng Sang thì có một con đường chạy dọc theo những cái con đồi ở đây. Đây là con đường mà dẫn lên trên bản của anh Huân á. Tính ra thì cũng gần cả tháng mấy, 2 tháng rồi Sang không có lên bản để quay những cái video cùng với mấy anh em trên đó. Tại vì hôm rày Sang lu bu một số công việc ở nhà. Hôm nay thì mấy công việc thì Sang cũng vừa mới giải quyết xong. Nên Sang chạy chiếc xe của mình chở thêm một ít đồ đạc chạy lên trên bản để mà thăm mấy anh em sau một khoảng thời gian dài không gặp này. Với lại hôm nay Sang lên trên đây có một cái việc quan trọng mọi người. Mọi người nhớ cái căn nhà gỗ mà Sang dựng trên cái rẫy của Sang cách đây 5-6 tháng trước mà Sang quay cho mọi người xem không? Gần cái năm trước chứ. Thì hôm nay căn nhà gỗ đó cũng sắp hoàn thành rồi. Và hôm nay thì mấy anh gọi Sang lên để mà dựng cái phần hiên phía bên hông nhà để cho hoàn thành xong căn nhà luôn. Nên Sang chạy lên sẵn tiện là thăm vườn, thăm rẫy, thăm mấy anh và quay cho mọi người biết về cái căn nhà nó đã hoàn thành tới đâu rồi ha. Mọi người xem cái khung cảnh chỗ Sang đang đứng này, nhìn rất là đẹp luôn ha. Cái đường chính để dẫn lên trên bản á, thì ngoài kia, ở đây có mấy chiếc xe tải nó đang chạy lên nè mọi người. Ở đây á, toàn là đồi núi thôi, nên cái khung cảnh ở đây á, nhìn rất là hùng vĩ, rất là đẹp luôn mọi người. Phía bên đây là một cái đồi này, còn cái đường này là đường chính dẫn lên trên bản. Sang thì đang đậu xe trong một cái đồi nhỏ đó mọi người. Để mà dừng lại đây Sang sẽ ăn sáng. Tại vì thường là Sang chạy lên trên bản á, tới cái đoạn này thì Sang sẽ dừng lại. Đồi rất là cao, mọi người thấy chiếc xe tải kia không? Nó chạy lên không nổi luôn. Đồi rất là cao nên khi mà xe máy chạy lên đây á, sẽ bị nóng máy, nên Sang dừng lại đây cho nó nghỉ một chút. Giờ thì mình sẽ ăn sáng nha. Khi sáng thì Sang chạy ngang cái chợ của người đồng bào đó, thì thấy họ bán cái bánh này nè. Đây là cái bánh mà Sang không biết gọi là bánh gì, chỉ biết là giống như là cái bánh tét mini vậy đó. Giờ qua bên cái gốc cây kia mình sẽ ăn sáng. Mọi người với Sang ăn uống một xíu. Giờ thì có lẽ là Sang sẽ tranh thủ chạy xe này lên trên bản của anh Huân luôn nha. Tại vì hôm nay thì mấy anh em Sang có hẹn nhau là đúng 7 giờ á, sẽ có mặt bên rẫy nhà Sang để mà phụ Sang dựng cái hiên cho căn nhà mọi người. Và bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi, Sang vẫn chưa tới nơi. Khi sáng Sang khởi hành đi từ nhà là lúc 2 giờ rưỡi sáng mọi người, mà chạy mấy tiếng đồng hồ luôn mà vẫn chưa tới. Tại vì nhà Sang mà lên trên tới bản anh Huân á là trăm mấy, gần 200 cây nha, xa lắm. Nên thôi giờ còn một đoạn nữa phải tranh thủ chạy thôi, không là mấy anh em đợi Sang á. Cái đường chính thì ngoài đây nè. Sang mọi người đi nha. Giờ đi nha, còn xa lắm mọi người. Sang hẹn nhau á là 7 giờ sáng có mặt ở chỗ chòi của Sang, nhưng mà bây giờ là 8 giờ mấy thì Sang mới lên tới nơi nha. Lên tới nơi thì mấy anh đã tới trước rồi, cũng như là dựng được một cái phần khung cho cái phần trái của căn nhà rồi nha. Lâu lắm rồi Sang với mọi người mình có dịp là ghé lại cái rẫy của Sang,
Thì sau mấy tháng ấy, căn nhà cũng đã sắp hoàn thành rồi mọi người. Anh Huân thì đang sơn phía trên đây, chỉ còn làm cái phần phần hiên phía bên hông của căn nhà này, cũng như là làm một cái nhà bếp phía bên kia là hoàn thành căn nhà nhé. Này thì mọi người xem này, nhìn khác hẳn đâu. Dựng phần hiên này. Cái chỗ này là cái chỗ để mà mấy anh em sang có thể là để xe cũng như là để chỗ ăn uống ở phía trước đây nha, cho nó đừng cái tạt nước mưa vào phía trong cái căn nhà mọi người. Này thì có anh Lăng nè, anh Nghĩa, anh Bảo, anh Hàng này kia qua phụ sang nha. Sơn sắp xong chưa anh Huân? Cái sàn có sơn không ta? Có hả? Đâu đâu em lên xem thử. Giờ mọi người vào phía trong nhà nha. Đi đi con, đi 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 con. Okay. Bây giờ thì sang cho mọi người, mình sẽ lên phía trên nha mọi người. Ở đây thì có cầu thang, đi không? Đi không? Đi, đi lên. Lên chơi chơi. Leo lên đi, leo lên trước đi. Cái nhà của Sang á, thì nó có cái tầng lửng phía trên nha mọi người. Đây là phía trên cái tầng lửng này. Đó, có cái sàn. Cái này vẫn chưa xong mọi người. Hơi nhiều bụi một chút. Cũng gần cả 2 tháng rồi sao mới có dịp ghé lại đây đấy. Ai, cửa sổ hả? Từ đây nhìn ra đây. Đẹp thật. Còn phía trước này. Ở đây là cái hiên phía trước. Cái hiên phía trước thì như vậy nha. Anh Huân thì đang sơn cái phần phần ván đó mọi người. Sơn cho nó đừng bị thấm cái nước mưa á. Tại vì cái nhà này này, khi trời mưa sẽ bị hắt nước vào phía trong á, nên sơn cho nó đừng có thấm vào phía trong. Với lại cây gỗ đừng có mục á. Còn hả? Còn đây là cái phía trước này. Nhìn ra được cái vườn luôn ha, nhìn hết cái rẫy của Sang luôn. Bên đây thì có một anh đang phụ phun thuốc cho cây sầu riêng mọi người. Là cái phần sàn mọi người. Cái sàn này thì rất là rộng luôn. Hai cái cửa sổ. Bên đây một cái cửa sổ nhìn ra này. Một cái cửa sổ nhìn ra mọi người. Nhìn ra được cái dãy núi phía bên kia. Còn bên kia một cái gì cửa sổ này. Cái sàn này có sơn không anh không? Sang thì lâu lâu mới ghé vườn. Nên toàn bộ những cái việc giống như là vườn của Sang này cũng như là nhà thì giao lại hết cho anh Huân làm thôi. Sang thì ít khi lên. Bây giờ thì Sang với mọi người mình sẽ leo xuống nha. Đây là cái đường cầu thang hả? Cái đường cầu thang để lên phía trên gác này. Cái gác này cũng khá cao mọi người. Còn đây là cái tầng phía dưới, cái sàn phía dưới. Sàn phía dưới thì làm bằng gạch thôi. Cái chỗ này chắc đủ rộng để dựng cái nhà bếp không nhúc? Con tính làm một cái bếp, nhà bếp ở chỗ này nè. Còn phía bên đây là cái chỗ để xe với ăn uống. Đang lên trễ quá mọi người, nên mấy anh thì cũng đã sắp cột nè, cũng như là làm dựng xong ba cây cột của cái phần trái rồi. Giờ thì dựng cái phần cây to này lên phía trên thôi. Dựng nhà này thì Sang không rành đâu, nên tất cả là phải nhờ vào mấy anh thôi mọi người. Cái phần trái này là một cái cây to biết mạnh nhá. Lên đều vào chưa? Vào rồi. Thôi. Làm cửa sổ anh Huân. Cái này là chú đang thiết kế là một cái phòng phía dưới mọi người. Cái này thì hai phòng nha, một phòng phía trên rồi một phòng phía dưới. Cái chỗ này thì là một cái cửa sổ này. Còn cái cửa vào phòng thì như thế này. Đây này, nếu mình ra thì mình đóng lại thôi. Còn lên phòng phía trên thì leo qua cái cầu thang này, có thể là làm một cái cửa ngay chỗ cầu thang này nữa, là xong tách biệt ra hai phòng nha. Phòng này thì cũng rộng á, nếu mà ngăn ở đây là cũng rộng, làm được một cái giường phía bên đây luôn. Còn cái phía trước đây thì sẽ để trống mọi người, để cho mấy anh em sang có thể là ngồi đây ăn uống này kia.
cũng như là dự định của Sang với mấy anh á, khi mà dựng căn nhà này lên á, là sẽ làm sản phẩm thịt trâu gác bếp để kinh doanh đó mọi người. Nên để cái sàn phía trước đây cho nó trống này, để mình có thể là làm thịt trâu. Còn mé bên kia thì có thể là làm dàn gác bếp này kia, cũng như là nhà bếp đó. Nhà bếp có thể là làm bên đây mọi người. Bên đây chừa một cái chỗ trống để làm nhà bếp, hoặc là làm trên cái cây sầu riêng trên đây. Còn chỗ này có thể là để sàn nước, sẽ để trống để làm một cái sàn nước. Tính ra từ cái ngày mà Sang dựng cái căn nhà này lên á, tới ngày hôm nay á, đã là gần 8 tháng mấy trời rồi mọi người. Thì nhiều cô chú hỏi Sang á, là sao có căn nhà nhỏ như vậy á, mà dựng 8 tháng mấy chưa xong. Nay thì mới được có khoảng 70% thôi mọi người. Thật ra thì căn nhà này á, để lại cho Sang rất là nhiều câu chuyện cũng như rất là nhiều bài học. Mà bài học lớn nhất á, là bài học đừng có nên tin người quá mọi người. Sang nhớ cách đây lúc mà cái lúc Noel của năm rồi á, thì Sang có nói với anh Huân á, là Sang định là làm cái một cái nhà để là mấy anh em có thể là tới lui, cũng như là một cái chỗ để mà mình có thể là canh vườn. Thì Sang có nhờ anh Huân là đi lên trên Gia Lai để kiếm một cái căn nhà gỗ hoàn thiện để mình tháo ra mình về đây mình dựng lên. Thì anh Huân có chạy lên trên Gia Lai để mà kiếm cho Sang được một căn nhà, thì là căn nhà này này. Thì tối hôm đó thì căn nhà nó cũng rẻ với lại là vừa ý của hai anh em á, thì Sang cũng trồng tiền cho cái gia đình đó, và sáng hôm sau thì tháo dỡ. Nhưng mà sáng hôm sau thì anh Huân có việc bận là phải chạy về đây, còn cái việc tháo dỡ thì Sang giao lại hết cho một cái đội gọi là đội mà chuyên tháo dỡ nhà gỗ đó mọi người. Thì giao hết cho họ, rồi họ tháo dỡ xong họ sẽ chất lên xe và họ chở về dưới chỗ bản anh Huân. Thì sáng hôm đó là họ tháo dỡ, là Sang tin tưởng mà Sang giao hết cho họ, là không có ngồi đó canh, không có để ý gì hết cả. Và tới ngày họ tháo xong, họ chất lên xe và họ chở xuống đây, họ để xuống, Sang cũng tin họ và Sang cũng không có kiểm tra lại. Và tới ngày mà nghĩ không, ngày mà dựng lên thì nhà rất thiếu rất là nhiều gỗ, thiếu rất rất là nhiều ván, mất rất là nhiều luôn. Và để dựng tiếp tục căn nhà này thì Sang với anh Huân phải đi mua tiếp những cái cây gỗ, những cái cột, và bắt đầu là xẻ ra mới dựng lên được tiếp. Và tốn một cái khoản chi phí gần như là làm một căn nhà luôn. Cái việc thứ hai là cái lúc mà dựng nhà thì Sang với anh Huân mấy anh em thì không có rành về cái việc dựng nhà gỗ. Và Sang có thuê một cái đội thợ mộc mọi người. Cái đội này là chuyên dựng nhà gỗ, xây nhà gỗ, chuyên dựng nhà gỗ này kia đó. Thì cái đội này nhận Sang với giá là 40 triệu sẽ dựng căn nhà này lên, đóng tôn, đóng vách, đóng ván, chà nhám, rồi cũng như là sơn xịt, hoàn thiện hết là căn nhà là 40 triệu. Thì họ kêu Sang là cọc 10 triệu cho họ để làm tin. Thì Sang đưa cho họ 10 triệu, xong rồi họ cũng lên. Họ lên làm, họ chà nhám, rồi họ chà bào gỗ này kia cho nó sạch sẽ xong hết. Họ mang qua rẫy của Sang rồi bắt đầu họ dựng lên. Là tốn 1-2 ngày gì đó họ dựng lên. Xong rồi khi mà dựng lên cái phần khung thôi nha, dựng mới phần khung lên thôi, họ nói là Sang là chuyển cho họ thêm 20 triệu nữa thì họ mới lên làm. Thì Sang cũng tin tưởng, thì Sang chuyển cho họ 20 triệu, tổng cộng là 30 triệu, là còn 10 triệu nữa là hết á mọi người. Thì Sang chuyển cho họ xong thì họ không lên làm nữa mọi người. Do mình tin người quá, Sang chuyển họ xong thì họ không lên làm. Họ không nói là họ không làm nữa, nhưng mà gọi điện cho họ thì họ không nghe máy. Lúc nghe máy thì họ nói là nhà họ có việc bận, bận này bận kia, bận đủ thứ hết cả. Rồi Sang đợi hoài gần 5-6 tháng trời, nhà gỗ mà không đóng ván, không đóng tôn này kia để đó, thì dạng như là nước mưa rồi nắng này kia, mấy cái cây gỗ gần như nó muốn mục hết luôn mọi người. Sang thấy vậy thì xót quá, nên thôi họ không lên thì coi như mình mất tiền ngu thôi. Tại vì họ không lên mình đợi hoài thì cây mình nó mục hết. Nên Sang có thuê thêm một chú nữa, bố của anh Huân, lên phụ Sang là hoàn thiện cho xong căn nhà. Thì nếu một đội đang làm, họ để đó họ không làm mà mình thuê tiếp một đội khác vào làm thì tất nhiên là tiền kia sẽ mất, và Sang mất luôn cả 30 triệu đó.
Họ chỉ lên chà nhám vài ngày xong họ dựng có một ngày hai ngày nữa mà họ lấy sang 30 triệu đó. Cái đó là do mình mất tiền vì lòng tin đó mọi người. Đôi khi tin người quá cũng là một cái tội. Nhưng mà rút ra được một bài học nha mọi người. Cái trái nãy giờ thì mấy anh em sang làm cũng sắp xong mọi người. Chỉ cần đóng đòn tay ngang là để đó nha. Khi nào có tôn thì mình tống tôn lên phía trên. Giờ thì sẽ cùng với anh Huân mình đi vòng vòng rẫy để thăm vườn nha. Sang thì cũng ít khi ghé rẫy lắm người. Nếu mà lên trên bản của anh Huân thường thì mấy anh em sẽ đi thẳng xuống sông luôn. Còn cái việc chăm sóc vườn thì giao lại hết cho anh Huân. Giờ đang làm trái anh Huân? Tháng mấy là bắt đầu nó ra bông ta? 20 ngày nữa. 20 ngày. À, tháng 11. Cái này là anh Huân đang làm trái mọi người. Khoảng tháng 11 bắt đầu ra bông. Rồi tháng 5 cỡ trên mình chắc tháng 5 là có trái chín ha. Tháng 11 tháng 5, 6 tháng 7 tháng là có trái chín. Ôi, nhìn đẹp quá. Chỉ tiếc cái nó thừa quá luôn. Cây cách cây thừa quá. Như cây này được 50 kg không nếu mà để. Đây thì nhìn bự lắm đó mọi người. Anh Huân đứng ngay chỗ gốc thì nhìn thấy cái cây nó bự lắm. Nhiều người bảo là sao cây 5 năm mà nó cũng không được to lắm. Tại vì cái lúc mà mấy anh em sẽ mới mua thì cái cây này nó cũng đâu có lớn đâu. Qua mấy tháng anh Huân chăm sóc thì mới được như vậy nha. Bao nhiêu tâm huyết của hai anh em sang là đổ vào cái vườn này. Từ đây nhìn lên đẹp quá. Thẳng quang. Cái lúc mà sang lấy cái mảnh vườn này thì nó xấu lắm nha mọi người. Cây giống như là sắp chết tới, chỉ còn cái cây thôi. Này thì mới bắt đầu ra lá. Tại vì mấy anh em sang phải chăm sóc. Chứ không phải nếu mà chăm sóc từ nhỏ thì có thể nó to hơn. Do là cái vườn này lúc trước người ta trồng là chủ yếu là người ta để lại người ta bán, người ta không có bỏ phân. Nên cây thì nó cũng chỉ còn cái cây thôi. Ủa cây này 3 năm đúng không ta? 3 năm hay 4 năm gì? Mà năm nay chắc cũng lấy trái được luôn rồi. Đi qua ao đi. Có cái ao thử. Đây là cái đường qua ao. Mỗi chỗ thì anh Huân thiết kế một cái chỗ để mà mình có thể là đi xe máy cày được mọi người. Lỡ như sau này mà có thu hoạch sầu riêng á, mình có xe máy cày thì mình đi theo cái đường này cũng được cho nó thuận tiện. Những cái mảnh vườn ở trên vùng cao mọi người thường thì ít khi khoan giếng lắm nha. Chỉ cần múc một cái ao nhỏ nhỏ như thế này là mình đặt máy mình tưới sẽ không bao giờ cạn, do là nước ở trên đây nó ở xung quanh là rừng á. Nước mạch nó cứ ra. Cái ao cái này với cái ao ở dưới kia, hai cái ao là nguyên cả vườn sầu riêng có sang á. Anh Huân tưới nguyên cả mùa nắng nó cũng không cạn mấy nữa mọi người. Cái ao này cũng không sâu lắm nhưng mà có mạch nước ngầm nó ra á mọi người. Này cũng chưa thả cá luôn, xem định là làm nhà xong thì thả một ít cá. Để mốt mấy anh em sang có là chế biến đồ ăn thì xuống để câu. Hình như dưới đây nó xanh hơn á ta. Sao thế em thấy chắc gần nước quá, nhìn nó đẹp quá. Đẹp hơn chưa? Giờ mọi người thì 7-8 anh em sang cuối cùng cũng đã làm xong cái phần trái, phần hiên cho cái căn nhà rồi nha. Cái phần tôn thì có lẽ là 1-2 bữa nữa đặt được tôn thì sẽ đóng lên sau. Còn tạm thời là cứ như vậy thôi. Còn hoàn thành căn nhà này thì còn nhiều việc lắm mọi người. Nào làm cửa sổ ở đây, đóng ván ở trên, rồi làm khung sắt cho cái cửa sổ phía trên, hai cửa sổ, rồi làm phòng này kia, nhiều thứ lắm mọi người. Mọi thứ cũng đã xong rồi, nên thôi giờ dọn dẹp qua một bên. Mấy anh em sang sẽ làm một cái bữa ăn nhỏ nhỏ. Vì hôm nay thì mấy anh em cũng đã phụ sang ha. Nay thì để làm bữa ăn thì mấy anh em sẽ có chuẩn bị hai món. Nói chung là hai món đặc biệt á.
Đầu tiên ở trong thùng này thì có một con đặc biệt xíu nữa sẽ khui ra sau. Còn mé bên đây thì có một con trồn này thì mấy anh em sang mua từ trong trại nha, không có giấy phép đàng hoàng nha, người ta nuôi á mọi người, để mang lên làm một cái bữa ăn. Còn giờ thì đợi mấy anh em dọn dẹp cái đó. Ở dưới sàn á thì người ta có nuôi một cái trại trồn mọi người, nên sang mua một con ở đây đem lên để mà mấy anh em sang ăn thử xem nó ngon hay không nha mọi người. Con này là con trồn người ta nuôi để cho nó ăn cái phần hạt cà phê á. Con này thì có giấy phép nha. Còn bên đây là cái thùng, giờ anh Huân phải khui ra để thiết kế như thế nào đó, thiết kế xem là được món gì. Con này ở phía trong thùng người ta gọi là con dơi biển nha. Tàn nước đá rồi sáng giờ. Bà con với cá đuối, con này sang mua người ta gọi là con hắc cấy nha mọi người. Đây này, loại xoay lại. Đây, mọi người thấy con này đẹp không? Đó, dơi biển nha, hắc cấy. Cái con này thì nghe nói là thịt rất là ngon, với lại là phía trong nó có màu đen. Sang thấy người ta bán lạ quá nên thôi mua một con để lên đây mấy anh em sẽ thưởng thức nha. Là được món gì đây ta? Chắc lẩu băng chua quá. À, lẩu băng chua với nướng đi. Nửa con lẩu băng chua, nửa con nướng ha. Vậy xào ớt. Cái con này thì mấy anh em xác định là làm món xào ớt. Còn cái con này thì anh Huân sẽ làm một nửa là nấu băng chua, còn một nửa là mình sẽ nướng nha mọi người. Mọi người xem cái con này, nhìn lão. Cái mũi nó giống như con heo vậy đó. Con mắt ở phía trên đó này, có cái mang thở này, cánh. Có hai cái chân phía sau nữa này. Cái đuôi thì thôi, dài thiệt là dài luôn. Người ta mới gọi là con dơi biển á. Mà nghe nói là thịt nó ngon lắm. Tại vì giống như cá lăng đá là khi sắc ra nó sẽ có cái màu. Cá lăng đá thì có màu vàng, còn cái này sắc ra thì thịt nó màu đen hết luôn. Bây giờ thì Sang với anh Huân sẽ bắt đầu làm mần cái con cá này. Để mình làm một cái nồi lẩu với hai cái cánh thì anh Huân định nướng với mọi người. Phần giữa đây thì mình sẽ làm lẩu. Mọi người xem lại cái con này sao thấy nó lạ quá. Đây cái mũi đó này, như con heo vậy đó. Cái này thì người ta bảo là nó sẽ bay bay trên mặt nước hay gì á mọi người. Mọi người thấy là cái chân của nó, nó có cái chân nha. Con này có chân này, có đuôi này, có cánh luôn. Giống là con dơi á. Đó, giờ mần thôi. Xẻ nó ra nha mọi người. Mần thì chắc là mần giống như con cá đuối thôi. Xẻ hai cánh ra. Thịt nó trong đã chứ ta. Đen quá ha. Chắc mất tiền là do cái đen này. Đây là phần thịt phía trong của nó mọi người. Nó sẽ có cái màu đen như vậy. Bởi vậy người ta mới gọi là hắc cấy á, là do nó đen á mọi người. Mà nó không bị tanh giống như con cá đuối. Cái cánh này anh Huân sẽ định là để nướng nha. Anh Huân cũng đã mần xong nha mọi người. Cũng đơn giản thôi, chặt cái phần giữa ra thành một rổ như vậy nè. Cái này thì mấy anh em sẽ nấu lẩu măng chua nha. Thịt con cá này thì nó cứ có màu đen đen như vậy mọi người. Đấy, thì rất là đẹp luôn. Hai cái cánh này thì một xíu nữa sẽ ướp mà đường muối bột ngọt hay gì đó, ớt. Để mà mình kẹp vào que mình nướng nha. Sang với mấy anh thì nói chung là cũng là lần đầu tiên thấy con này. Cũng chưa ăn bao giờ nên cứ làm mấy món đơn giản thôi. Con này thì giá nó cũng cao lắm á mọi người. Còn mắc hơn cả cua hoàng đế hay tôm hùm luôn á. Nhưng mà ăn thử cho biết. Rồi xong. Đây món này cũng đã xong rồi. Giờ như nấu nướng đồ ăn nè, đợi đốt lửa. Đấy, hai cánh á, nhìn đẹp á. Ghép lại giống như một con vậy. Đây. Cái này thì nướng. Rửa than thì mấy anh em Sang vừa mới đốt được ở đây rồi. Mọi người thấy buổi chiều ở trên đây bình yên không? Xa xa kia đang bị mưa nè. Đấy, chiều trắng trắng này là đang mưa nè. Dạ, chắc cũng là 4 giờ mấy chiều rồi mọi người. Giờ thì Huân đặt lên nướng luôn. Tranh thủ chiều chiều mấy anh em sẽ có ăn. Rồi, giờ thì cứ đặt đây nướng thôi. Còn phía dưới thì anh Bảo đang làm món xào phần thịt nha. Đó, ướp xả ớt, tỏi,
rồi cho ít dầu ăn vô, xào xong mấy anh em sang thì cũng làm mấy cái món đơn giản. Tại vì hôm nay làm cái phần trái kia nó mệt lắm mà mọi người, giờ chỉ làm mấy món đơn giản ăn là ngon rồi. Còn cái kia đợi măng chua có nữa là nấu cái nồi măng chua, vậy là xong. Là cái món đầu tiên cũng đã xong mọi người. Bây giờ thì sẽ nhắc ra để lên trên trước. Xíu nữa không mưa thì mấy anh em sẽ ngồi đây để ăn uống. Còn nếu mà mưa thì sẽ lên trên nhà nha mọi người. Tại vì trên nhà trên đó nó hơi tối một chút, nhưng mà nó che được mưa. Còn ngoài đây nó sáng nhưng mà sợ mưa thôi mọi người. Ở bên kia là mưa trắng xóa luôn kìa. Đây này, mưa trắng xóa luôn. Giờ anh Quân sẽ nấu tiếp cái món thứ hai, lẩu cá măng chua nha. Cái này thì mấy anh em sang nấu đại thôi, không rành lắm gì con cá này đâu mọi người. Cái con này mấy anh em sợ tanh lắm mọi người, nên thôi bỏ vô ăn cho mình xào sơ một cái rồi mình nấu nướng đồ ăn đó cho nó đỡ tanh. Còn bên đây là măng chua với nước măng chua nè mọi người. Giờ anh Huân cho vô luôn. Cái này mà có nấu sai cách mọi người cũng thông cảm nha, do là mấy anh em sai cũng không rành lắm về mấy cái này nên cứ nấu đại thôi. Rồi lát cho một ít lẩu thái với lại cái ấy vô nữa là xong. Cùng là món cá nướng thì cũng đã chín đây nha mọi người. Mọi người xem con cá khi mà nướng xong này nó bở ra lắm nha, giống như cá đuối thôi. Cái con này khi mà mua thì giá rất là cao, tận tới 2 triệu mấy một ký mọi người. Nhưng mà theo như Sang cảm giác là chắc nó không ngon mọi người. Tại vì nó bở quá, nó không được giống như cá sông này kia. Rớt cái cục ra nha, nướng mà nó vẫn bở. Nãy giờ thì mấy anh em Sang á, nấu nướng đồ ăn á, thì cũng đã chín hết rồi mọi người. Dọn vào phía trong nhà. Giờ thì mời mọi người cùng với mấy anh em Sang á, mình sẽ ăn một cái bữa cơm, một cái bữa cơm nhỏ nhỏ cùng với mấy anh em. Rồi ngày mai thì mấy anh em Sang lại tiếp tục hoàn thành cái phần trái phía bên hiên. Rồi làm nhà bếp phía bên đây nữa mọi người, rồi làm cửa cho cái phòng, rồi mấy cái song gỗ này kia nữa. Khi nào mà hoàn thành xong thì có lẽ là mấy anh em sẽ làm một cái bữa tiệc tân gia ăn mừng sau. Còn hôm nay chỉ là một cái bữa cơm thôi nha. Bây giờ thì mời mọi người vào phía trong nhà để ăn uống cùng với mấy anh em sang. Anh Huân thì đang làm một cái bóng đèn để treo lên, tại vì trời nó đang chuyển mưa, nó hơi tối một chút mọi người. Gắm lên sáng chút nữa là được rồi. Rồi sáng rồi. Rồi. Rồi vô ăn uống thôi. Nấu nướng cũng xong mọi người. Mấy anh em sang nấu nướng đơn giản để ăn bữa cơm thôi, mà mọi người cùng với mấy anh em sang mình ăn ăn chiều ha. Thôi ăn thôi mọi người. Đây, chén luôn nè. Thích ăn cái gì ăn. Đây, ăn thử con cá thử coi. Đây sang ăn thử cái miếng con cá mọi người. Hồi nãy thì thấy nó bở quá. Xé tay luôn. Xé bằng tay đi ha. Ăn cá đi bạn, ăn nhé. Sẽ ăn thử. Đây là miếng thịt cá nè mọi người. Nó sẽ như thế này nha mọi người. Con này thì người ta bảo là con hát cấy sao. Lạ thôi. Ăn cá thử. Ăn cái viền nó ngon hơn nè. Sớ sớ thịt gà. Nó sớ sớ nó khô khô như thịt gà mọi người. Mới đầu sao tưởng nó bở, mà do là ý là cái sớ của nó bở ra. Dạ như thịt gà. Được, tạm được. 8,5. Con này được á mọi người, được mọi người. Hồi nãy thấy nó bở quá, chê nó dở, nhưng mà nói chung là ăn được. Làm miếng nữa. Hình như cái biển ngon hơn á. Đây, mọi người thông cảm, bóc bằng tay luôn nha. Đây, mời mọi người nha. Ăn cái ăn cái miếng cá này đó. Đây, cái chén làm ấy, đồ múc. Con cá này không có trường. Cái sống không à.
mình là anh ta cho nó rồi. Cái bún này như chưa nở hết cỡ hay sao ta? Phải có tiền. Trần qua nước ngoài rồi. Nó dai á. Tình cậu. Dai quá. Nhiều quá nhiều quá. Cho lấy keo cắt quá. Cắt này cạn rồi. Hết đậu hũ. Như đậu hũ à. Nóng quá. Cái này phải hai chén nên nó bóng được. Nóng quá. À, sáng giờ thì mấy anh em sang không ăn cơm mọi người thì cũng đói bụng rồi, thôi múc đầy chén bún lẩu măng chua với con cá hắc cấy này. Đây, ăn thôi, ăn thử nó. Có cái này bỏ dưới ta hay là dạng như mình nấu cái này nó không hợp ha, bỏ lắm có sớ sớ bỏ ăn thử mà mọi người nhé. À, nó bỏ theo sớ nhưng mà nhai vô nó vẫn dai à. Thịt con này thì mới đầu mình tưởng bỏ mọi người, mình gấp nè mọi người thấy không, nhưng mà nhai vô nó vẫn dai, ăn vẫn được. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều nha mọi người thấy là mặt trời đang lặn sau những cái phía núi phía kia. Ở đây thì có một cái đám mây nó đang trôi này, sương mù á mọi người. Khung cảnh ở trên đây nhìn rất là bình yên, nhưng mà bù lại là nó sẽ rất là buồn nha. Tại vì mọi người thấy là xung quanh đây này, đó, không có một cái nhà nào. Từ nhà sang mà nhìn qua bên kia là tận tích bên đây mới có một cái nhà này, là gần mấy cây số mới có một cái nhà. Còn ở đây thì phải tận tích lên cái đồi phía bên kia, ngay cái đường đó thì mới có tiếp một cái nhà nữa, 500-600 mét thì mới có một cái nhà luôn, nên nó cũng hơi buồn. Nhưng mà Sang thì lại thích cái những cái chỗ mà nó yên tĩnh như thế này nè. Tại vì mọi người cũng biết là trong những năm qua khi mà Sang làm video á, Sang cũng gặp rất là nhiều thị phi cũng như rất là nhiều lời nói, nên Sang mong muốn rằng sau này khi mà mình về già hay mình lớn tuổi một chút á, thì Sang sẽ quay lên trên bản, hai vợ chồng Sang sẽ ở trong căn nhà này, không làm phiền tới ai, cũng như là sống một cuộc sống nó không phải bon chen nữa. Bon chen hoài thì cũng mệt mọi người. Còn về cái bữa ăn á, thì cứ để cho mấy anh em ăn ở trong, Sang chỉ quay một chút xíu thôi, để cho mấy anh em ăn cho nó thoải mái ha. Giờ thì có lẽ Sang tắt cái điện thoại, vào trong ăn cùng với mấy anh em. Rồi tối nay Sang ngủ lại nhà này một đêm, sáng hôm sau thì có lẽ là mấy anh em sẽ đóng cái tôn cũng như là làm tiếp, hoàn thành căn nhà nha mọi người. Chắc là khoảng một tháng nữa sẽ tân gia căn nhà này cho mọi người xem. Còn bây giờ thì vẫn chưa hoàn thiện đâu.